nhiều ca sĩ nổi tiếng. Việc Kiều ủng hộ gần 16 tỷ đồng vào quỹ vaccine, theo thống kê của Bộ Tài chính, đến ngày 28 tháng 6, đã có hơn 82 cá nhân, nhóm, hội ủng hộ số tiền từ 100 triệu đồng vào quỹ vaccine phòng COVID-19, trong đó có một số ca sĩ nổi tiếng. Tổng số tiền 82 cá nhân, tổ chức ủng hộ cho quỹ là hơn 15,9 tỷ đồng, trong đó có một cá nhân và gia đình cháu bé Nguyễn Bình An ủng hộ 5 tỷ đồng, gia đình ông bà Nguyễn Quang Si và bà Ho Thi Tiên Dung, Đắk Lắk ủng hộ 500 triệu đồng. Ngoài ra, có nhiều ca sĩ nổi tiếng Việt Nam cũng tham gia ủng hộ quỹ vaccine như ca sĩ Mile, Mỹ Lệ, phóng viên ủng hộ 500 triệu đồng. Ca sĩ Mi Dung cùng chồng ủng hộ 300 triệu đồng. Ca sĩ Phi Nhung ủng hộ 100 triệu đồng và 12 cá nhân và nhóm hội khác ủng hộ từ 200 đến 300 triệu đồng vào quỹ. Ngoài ra, một số người là Việt Kiều như vợ chồng Trang Thi Vũ Ong và Lao Van. Việt Kiều tại Trung Quốc ủng hộ hơn 100 triệu đồng vào quỹ vaccine phòng chống dịch. Một số hội nhóm kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng ủng hộ quỹ với số tiền 100 triệu đồng. Theo đại diện của Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 29 tháng 6 đã có 354.325 tổ chức cá nhân đóng góp, tài trợ cho quỹ với số tiền 7.812 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Ngoài ra, vẫn còn trên 289 tỷ đồng được các nhà tài trợ cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển tiền vào quỹ. Hiện, thông tin tên cá nhân ủng hộ tiền vào quỹ vaccine phòng COVID-19 đều ở dạng không giấu nên việc đưa tên chính xác người, giới tính và nơi thường trú khá khó khăn. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện của Ban Quản lý Quỹ Vaccine cho biết người dân chuyển tiền vào quỹ theo cú pháp và lệnh chuyển tiền. Hầu hết không có dấu và cơ quan tổng hợp để nguyên các thông tin về cá nhân nhằm tôn trọng sự riêng tư của người ủng hộ. Nói với Dân Trí, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tính đến nay cơ bản các doanh nghiệp cam kết ủng hộ quỹ đã bàn giao đủ số tiền ủng hộ, chỉ còn một số doanh nghiệp chưa chuyển hoặc chuyển được một nửa số tiền. Ngay khi số tiền về quỹ sẽ được Ban Quản lý báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ về kế hoạch sử dụng tiền để mua vaccine tiêm phòng cho toàn dân. Số tiền còn lại của quỹ chưa sử dụng, tận dụng thời gian nhàn rỗi sẽ được gửi vào các ngân hàng thương mại với kỳ hạn 3 tháng và số tiền lãi sẽ gộp gốc và có báo cáo minh bạch. Ngoài 82 cá nhân ủng hộ số tiền trên 100 triệu đồng vào quỹ vaccine, còn rất đông cá nhân người dân ủng hộ trực tiếp vào quỹ vaccine phòng dịch. Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 28 tháng 6, đã có hơn 209 tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số doanh nghiệp ủng hộ trên 200 tỷ đồng là 13 doanh nghiệp, đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Gold Long Thành với 500 tỷ đồng. Tiếp đến là Tập đoàn Vingroup hơn 480 tỷ đồng, Tập đoàn Viettel hơn 450 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hơn 450 tỷ đồng, Tập đoàn VNPT hơn 400 tỷ đồng. Khối ngân hàng thương mại lần lượt ủng hộ từ 50 đến 60 tỷ đồng, trong đó BIDV, Vietcombank, Vietinbank, VPBank, Agribank ủng hộ 60 tỷ đồng.